Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học SQL thông qua SQL Server năm 2023. Ở bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách update dữ liệu. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Đầu tiên thì là cách update dữ liệu bằng cách sử dụng chuột. Chúng ta sẽ nhấn vào bảng muốn sửa dữ liệu, chọn Edit Top 200 Row. Đây là tất cả các bản ghi, 200 bản ghi của chúng ta. Thì các bạn muốn sửa ở đâu thì các bạn để chuột vào. Các bạn gõ. Sau đấy các bạn nhấn Enter. Thì dữ liệu sẽ được update vào bảng. Để kiểm tra thì chúng ta sẽ select lại dữ liệu. Và như các bạn đã thấy thì tôi đã update số điện thoại thành công. Tiếp đến là cách update dữ liệu bằng câu query. Thì ta sẽ nhấn vào ô New Query ở đây. Chúng ta sẽ gõ lệnh như sau: update tên của bảng. Chúng ta là bảng khách hàng. Set tên cột. Ví dụ ta set lại chữ thị B ở đây. Sẽ là tên khách hàng bằng N thị B. Where mã khách hàng bằng 7. Các bạn nhớ là lệnh update chúng ta phải luôn luôn viết điều kiện where nhé, nếu không nó sẽ update cả bảng. F5, một row có ảnh hưởng. Chúng ta cùng select lại dữ liệu. Như vậy là khách hàng số 7 của chúng ta đã chuyển thành thị B đúng chính tả. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.